Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại Asian Cup 2023 sẽ diễn ra trên sân vận động Abdullah bin Khalifa vào lúc 21:30 ngày 19 tháng 1. Hiện tại, các banner của giải đấu đã được trang trí và lắp đặt trên sân vận động này. Abdullah bin Khalifa là một trong hai sân vận động nằm ở thủ đô Doha tại giải lần này. Đây cũng là sân vận động nhỏ nhất tại AFC Asian Cup 2023 với sức chứa chỉ 10.000 khán giả. Được bắt đầu xây dựng vào tháng 9 năm 2011, sân vận động này chính thức được khánh thành vào ngày 15 tháng 2 năm 2013. Mái che bằng vải PVC polyester bao phủ khoảng 60% chỗ ngồi cho 4 khán đài độc lập. Sân bóng này cũng được trang bị hệ thống làm mát hiện đại dọc theo các khán đài. Tại AFC Asian Cup 2023, sẽ có tổng cộng 7 trận đấu diễn ra trên sân vận động Abdullah bin Khalifa. Ngoài trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia vào ngày 19 tháng 1, còn có 2 trận ở vòng bảng của đội tuyển Thái Lan diễn ra trên sân vận động này.